trước. Nhảy lên đất trời. Ít bự. Dính nước bà nữa kìa. Ồ, rồi quá trời bự. Quá, wow, cặp trứng quá bự. Mồi cá sình nha. Cá tỏi, cá chuối. Cá kia. Ở mới đây ta bơm nước lại như vậy. Tối này sáng này mình có thằng kiếm để mới coi. Không gài đi cặm con chuột. Không gài đi gà bẫy chuột mà bỏ cặm con ếch lâu rồi, bữa nay đổi rồi. Tao có dính rồi. Cái nước xuống xuống tắm có khỏi nhất kìa đậu kìa đi xa xây phố diện đó mà chăn con có dính không? Để cho đi cho dòng. Máu luôn. Luôn mới dương không? Con này.
nó lội lưỡi luôn. Lúa bơm nước vô là có ớt rồi, bỏ thọng vô đỉnh nhiều. Đã dính nè, vì làm có lý rồi, chút xíu nó đi rồi đắt lỡ nước lên lên. Ôi con. Ba con rồi đó. Nước mát đi vô ăn đó. Ra chúng lắm mình. Thân quá, chưa đi nữa rồi, nổ cây luôn. Ờ đó, ớt bự nè. Bỏ vô. Xe vô trong cái cỏ này. Không. Vậy là cái nó dính vô mình không hay. Chặt 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 rồi, nó đắt nó mềm nó nhổ. Kệ dính nữa kìa. Ủa bên này tiếng bánh luôn rồi. Ừ. Thấy chịu qua mình đi cá mắm thấy có dấu giò thôi nha. Dính kìa.
ơi đất trời. Ức bự. Dính nước bà nữa kìa. Ôi rồi quá trời bự. Quá. Wow, cặp trứng quá bự. Bữa nay dính hết bự bự luôn thôi. Vô mánh ông nội này xỉu gì trời. Vậy có hai. Gia diêm của nội. Ôi trời nó nhảy. Nè, nè, nè. Này vô mánh luôn rồi, dính nó bự bự luôn một chút. Dính nó hết kìa. Bữa nay vô mánh luôn á. Cắt lúa, yêu cầu cắt lúa là xả nước vô là có ếch nè. Trong nước có heo ếch nữa kìa. Lúc mát nó bung ra trong hang nó bung ra bò gà ăn. Ôi trời ơi. Hát thằng. Hát thằng như cổ. Nhảy nè. Để vô lại nhảy nè. Đến đây nè mà sao không ít tiêu hết nè, chú giò nè. Nó nhảy trên nhổ cây luôn rồi. À, tôi kiếm rồi hả? Ừ, chà, cũng thấy được cái cây mà. Không được. Thank you.
lên cái gì. Rồi không dính luôn. Ui trời. Ừ, xíu là cỏ à. Đừng có chén hỏng lại. Dân miền Tây là phải gỡ cho thời gian được. Này không dính rồi. Chuyện xác cái con non về dọn nha. Gì? Chiên bột hả? Chín rồi nè. Chín thấy không? Ui. Sao nó hay xe vô. Xe vô bụi cỏ quá nè. Đây nè. Bỏ dính hai con lượt nữa trời. Chiếc cái vỏ luôn. Quá ngon. Thề luôn, túm lỡ chồng giơ hai tay cầu cứu rồi. Vô giọng chơi đi nè, cho mày tắm nước đi con, lại đi có tự lại không nổi luôn. Chính nè. Đây chính nè.
Thành đấy. Bữa nào đi cầm có còn bữa. Này giờ bữa ta hải dịch vô ta xế đất lên đừng có nước. Chính rồi. Bữa nay chúng bánh nhiều lắm luôn, chắc không nổi. Đi tới coi. Trời mưa cái nó lúa rồi cho nó mát trở ra. Giờ sẽ lội đi coi có dính được không. Kìa dính rồi kìa. Kìa. Nằm bên đó kìa. Nước sao bông buồn. Để tắm nước nữa. Trời bữa nay dính luôn rồi. Tới 40 bốn mấy cây lận mà dính cũng đều đều không luôn. Nên giờ mình về mình sẽ lựa ra mình nướng nha. Rồi mọi người sẽ xem. Bye bye. Giờ mình sẽ rửa ớt cho mình làm món nướng nha. Ôi nó bị éo. Nó lựa mang uống không. Thôi chứ. Quay đi chứ. Quay đi. Nó tiêu rớt rồi. Nó tiêu rồi. Kìa. Còn cái tay chỗ đó. Quay lẹ đi. Rồi đổ đi.
Lấy dao lên. Dao kéo quá. Ừ, nó còn sống nè. Nhớt dữ ta. Cái này trụng nước sôi chà phèn. Giờ dặn được cô Chí không? Chí đâu Chí. Mời cả nhà ăn ớt nướng nha. Ớt đồng, ớt cắm câu hôm hôm. Đúng rồi. Ngon quá. Quá ngon. Cơm. Ngon. Vô nè. 1, 2, 3 vô. Ngon quá. Rồi. Mày kìa. Ngon quá ngon. Chấm mắm rồi. Chấm mắm. Mời cả nhà nghe. Dài.